Đây còn con gà rừng con đi với mẹ ở đây. Đó, mình làm coi thử nó núp này. Nó núp cho mọi người thấy này. Khi mà con mẹ nó báo hiệu mà là có nguy hiểm thì con núp liền. Ok. Cái này là con gà này là gà F1 chứ không phải gà rặt cái hả, nó làm như phim hành động vậy đó, nó làm cái sẹt cái mắt liền. Trời ơi gà quậy quá, thôi kiếm một con nó rồi đi vô thôi. Kỳ đó. À, đây nè. Ừ, thấy nó làm không mọi người? Bật đèn lát nè. Ừ. Thì những cái con gà rừng rạc á, đi kiếm nó mà nó núp á, nằm dưới đá hoặc là dưới cọ dưới rác á, chứ nọ mà khi mà mình thậm chí mình có bị dẫm lên nó và làm nó chết, nó cũng không kêu một tiếng, nó làm như bắt động vậy đó. Khi mà nó vô chế độ nó núp là bắt động vậy đó. Trời ơi, trời ơi, là một cái véo liền thôi. Ê cha, bác ơi cho con, do con rừng rặt ở ngoài nó, mình thả cho nó ở ngoài luôn, cho mấy con này nó đi đẻ sớm lại, cho nó đẻ thêm mấy đứa nữa kiếm F1 tiếp. Được chưa? À dễ thôi. Kết thúc video đây. Anh nghe được con anh kia. Thôi để ta nuôi cho không sao đâu, ta có chỗ ấm cho nó mà mình lo gì nữa. À, chào anh em ha. Đi thôi.